Xin chào các bạn. Đây là những chiếc màn hình máy tính mà các cái tiệm sửa chữa người ta bỏ đi. Và người ta bỏ đi ấy, thì người ta cho không, mình đến xin thì người ta cho luôn để cho nó đỡ chật. Thế nhưng mà với cái màn hình này, các bạn đi xin về không phải mất một cái đồng nào. Nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn chia sẻ cho các bạn cách tận dụng cái màn hình cũ hỏng này để biến nó thành một cái vật dụng hữu ích và nó có thể có giá trị tới hàng triệu bạc các bạn nhé. Nếu như bạn bỏ tiền ra mua cái thiết bị đấy thì nó có thể lên đến hàng triệu, đến vài chục triệu. Nhưng mà với cái màn hình hỏng này thì các bạn có thể chế ra được những cái dụng cụ như vậy. Rồi, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Thì khi mà các bạn đi xin màn hình ấy thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn xin cái màn hình mà nó có cái đèn nền LED nhé các bạn nhé. Đấy, cái đèn nền LED thì thông thường nó có cái dây LED riêng, nó kiểu như này. Đấy, còn nếu như cái màn hình mà nó dùng cái loại mà cái đèn cao áp, cái đèn neon đời cũ ấy, đây, thì nó có cái dây như này, thì các bạn không nên dùng cái này. Các bạn dùng đèn LED thì nó sẽ tốt hơn, sẽ sáng hơn. Trước tiên mình sẽ cần phải tháo hết cái màn hình này ra. Các bạn tháo tung nó ra. Thì thông thường các cái màn hình LED cái dạng máy tính laptop hoặc là cái màn hình để bàn ấy thì cấu tạo nó tương tự nhau thôi. Nó gồm có một cái khung, các bạn tháo hết ốc nó ra. Các bạn tháo tung nó ra. Tháo thì nó cũng không có gì phức tạp cả. Rồi, sau khi mà các bạn tháo cái khung của nó ra, đây là cái khung kim loại này, thì ở bên trong nó chỉ có mỗi cái màn hình không thôi. Thì nếu như các bạn nào mà muốn tận dụng cái màn hình LCD này, đây chính là cái màn hình LCD nhé, thì chúng ta sẽ làm khéo léo một chút. Đấy, chúng ta sẽ làm khéo léo để tránh cái việc mà cái cáp ở đây nó bị đứt đi này. Đối với cái màn hình mà hỏng ấy thì thông thường cái này mình vứt đi thôi. Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể tận dụng làm một cái hay ho nữa mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trong cái video sau. Thì mình sẽ giữ lại cái này. Còn nếu như các bạn mà xin được cái màn hình này nó bị vỡ rồi thì bỏ đi luôn. Sau khi mà các bạn tháo cái tấm nền LCD, chính là cái tấm nền hiển thị ra, thì ở phía dưới nó chỉ là cái tấm nền để chiếu sáng lên thôi. Và chúng ta có thể là giữ nguyên như thế này. Đấy, giữ nguyên như này. Và cái mục đích trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chế tạo một cái đèn chiếu sáng hoặc là cái đèn quay phim, hoặc là các bạn có thể là dùng luôn cái này để làm một cái đèn quảng cáo cũng được. Rồi, thì các bạn cứ giữ nguyên như này nhé. Và chúng ta sẽ tìm cái chân, đây chính là cái chân của con LED. Thì cái màn hình này ở phía dưới này nó sẽ có một cái dãy LED. Và cái dãy LED của cái màn hình LCD ấy nó cực kỳ sáng luôn các bạn nhé. Và cái độ bền nó cũng khá cao. Nên là các bạn chỉ cần xin được cái màn hình cũ này về là chúng ta tận dụng được cái dãy LED đấy là cực kỳ ok rồi. Đây các bạn có thể để ý này. Thì đối với các cái màn hình máy tính thông thường ấy thì nó sẽ có cái dây như này. Và các bạn nhìn thấy này. Ở đây nó sẽ có hai cái loại dây. Một cái loại dây cái dây to. Các bạn nhìn thấy cái dây đồng to to chưa? Đấy, cái đồng to thì chính là cực dương các bạn nhé. Còn lại là mấy cái dây nhỏ nhỏ như này thì nó là cực âm. Và chúng ta sẽ chập mấy cái dây nhỏ nhỏ này lại với nhau để nó sẽ đấu song song. Và cái dây to to này, cái dây đồng to sẽ là cực dương. Và cái điện áp chạy của cái màn hình thông thường như này nó sẽ rơi vào khoảng 24V các bạn nhé. Rồi, sau khi mà các bạn đã hàn được hai đầu âm dương đấy, thì các bạn lưu ý cho mình đó là cái dây to là dây dương. Còn các cái dây nhỏ, ví dụ như ở đây mình đang đếm được cái 6 cái dây nhỏ ở phía bên tay phải trên màn hình của các bạn. Thì các bạn sẽ hàn 6 dây này chập lại với nhau và đây là 6 dây âm các bạn nhé. Rồi, do cái màn hình này dùng các LED mà chạy với cái điện áp là 24V. Và cái điện của chúng ta thông dụng ấy thì là cái điện acquy 12V. Do đó các bạn sẽ cần thêm một cái mạch tăng áp và các bạn có thể là mua cái mạch tăng áp là XL6009 này. Cái mạch này thì nó rẻ thôi, nó chưa rơi vào khoảng mười mấy nghìn thôi, nó cũng không hề đắt đâu. Các bạn sẽ cấp cái điện đầu vào là từ cái điện acquy này vào cái mạch này. Sau đó là các bạn sẽ chỉnh cái chiết áp này cho cái đầu ra, nó là 24V. Sau đó chúng ta sẽ cấp cho cái màn hình này nhé. Rồi cái mạch XL6009 này thì mình đã chỉnh cái đầu ra là 24V. Và đây mình sẽ có một cái nguồn đầu vào đây. Cái nguồn đầu vào thì thông dụng chúng ta hay dùng cái nguồn 12V. Và nhất là dùng acquy đúng không ạ? Chúng ta hay dùng cái nguồn 12V. Thì mình sẽ dùng cái nguồn đầu vào là 12V. Bây giờ mình sẽ cấp cho cái mạch này. Cấp đầu vào 12V. Và đầu ra nó sẽ kích lên là 24V. Đây, mình úp nó xuống cho nó đỡ chói này.
Đây mình sẽ đo đầu ra nhé, đầu ra này xem là cái này nó là bao nhiêu vôn này. Ok, các bạn nhìn thấy đầu ra đang là 24V này, còn đầu vào này, đầu vào thì đang là 12V. Đấy các bạn thấy đầu vào là 12V. Ok. Rồi, thì các bạn thấy rằng với một cái màn hình cũ hỏng này, chúng ta đi xin về thôi. Đấy, không phải mất tiền gì. Cùng lắm là chúng ta chỉ mất mười mấy nghìn mua cái mạch XL6009 này. Và chúng ta đã biến được một cái màn hình thông thường như thế này thành một cái đèn chiếu sáng. Đấy. Các bạn cũng có thể dùng cái màn này. Các bạn sẽ cắt chữ đề can, các bạn dán lên đây. Sau đó là các bạn sẽ để ở trước cửa hàng của các bạn nhé. Thì tự dưng cái này các bạn sẽ biến thành một cái màn hình quảng cáo. Và các bạn có thể là dùng cho nó cả ngày lẫn đêm được. Đêm nó cũng có cái ánh sáng nền này. Các bạn sẽ dán vào đây, nó cực kỳ tiện lợi luôn. Đấy, các bạn muốn sáng hơn thì các bạn có thể là bóc bóc cái mấy cái tấm này đi nhá. Đây, các cái tấm này là các cái tấm mà dàn ánh sáng này. Thì các bạn có thể bóc nó đi. Đấy, bóc đi. Còn nếu như mà các bạn quảng cáo thì các bạn cứ để nguyên như này thì là ánh sáng nó mịn hơn. Các bạn nhìn thấy chưa? Ánh sáng nó khá mịn nhá. Bây giờ mình tắt cái đèn của mình đi này. Và đây là kết quả. Các bạn thấy là buổi tối đây, tối om. Và chúng ta sẽ xem cái ánh sáng của cái đèn này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Sáng trưng luôn các bạn nhé. Đấy, sáng trưng luôn. Rất sáng luôn nhá. Nếu các bạn nào làm video YouTube thì dùng cái đèn này khá ok, hoặc là kể cả các bạn chiếu sáng để trên cái bàn làm việc của chúng ta cũng ok nhé. Đấy, sáng rất rõ ràng luôn. Đấy, đây, bật đèn này. Đấy, tắt đèn đi này. Thì các bạn nhìn thấy này, các bạn thấy chưa, nó kháng khá mịn luôn, nó không bị chói, không bị gắt. Đấy, ví dụ như là mình muốn giới thiệu chia sẻ một cái sản phẩm gì đấy, đây ví dụ như là cái đồng hồ này, các bạn thấy ánh sáng nó khá hài hòa, khá mịn luôn nhé. Các bạn cần thì các bạn sẽ làm hai cái đèn như này. Đấy, để hai bên thì hai bên như này. Đấy, nó hắt vào cái vật thể chính của chúng ta thì cực kỳ. Nếu như các bạn mà phải bỏ tiền ra mua những cái đèn chiếu sáng để hay là cái đèn trợ sáng để quay video ấy, thì một cái đèn trợ sáng của nó ấy, nó có giá tiền triệu rồi. Đấy, có những cái đèn xịn nó giá đến vài chục triệu cơ. Thế nhưng mà cái này các bạn tận dụng đi xin về chả mất cái gì, mất khoảng mười mấy nghìn là các bạn đã chế tạo thành công một cái đèn trợ sáng để các bạn có thể là quay video, hoặc là các bạn dùng làm đèn chiếu sáng được. Bởi vì các cái bóng led ở đây này, bóng led ở phía dưới này nó khá bền luôn. Đối với cái bóng led của máy tính ấy, nó sáng rất chi là mạnh và bền cực kỳ luôn các bạn nhé. Rồi, mình cũng vừa mới chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn tận dụng tối đa một cái màn hình máy tính cũ mà các bạn đi xin được để có thể chế tạo thành những cái thiết bị dụng cụ mà hữu ích trong cuộc sống, và các bạn sẽ không phải mất tiền triệu để mua những thiết bị đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.